Chainsaw Man đang là một trong những cái tên khá là nổi tiếng trong khoảng thời gian gần đây. Vì vậy, những content Minecraft liên quan đến nó xuất hiện cũng rất là nhiều. Bắt kịp theo xu hướng này, mình cũng đã làm cho bản thân một modpack Chainsaw Man cũng khá là hấp dẫn, cho phép các bạn nhập vai vào thế giới của những thợ săn quỷ. Đầu tiên là về phần bối cảnh, là sự đổ bộ của quỷ súng tại thành phố Hiroshima tại Nhật Bản. Sự kiện này khiến cho hàng nghìn con quỷ khác trỗi dậy và bắt đầu tấn công thành phố. Chúng xuất hiện gần như là ở khắp nơi và tàn sát những nơi mà chúng đi qua. Makima đã điều động bạn và những họ săn quỷ khác đến đây với nhiệm vụ là tiêu diệt toàn bộ quỷ ở Hiroshima, đặc biệt là tiêu diệt quỷ súng. Về phần gameplay thì trong modpack các bạn có thể lựa chọn hai phe, là phe thợ săn có thể ký khế ước với những con quỷ để tiêu diệt những con quỷ khác, hoặc là phe người quỷ với những sức mạnh khác nhau. Ngoài ra, để cho những thợ săn không bị lép vế bởi những con quỷ thì mình cũng thêm cho các thợ săn như vũ khí như là súng ống và nhiều vũ khí khác. Mục tiêu của mình trong phần chơi này là sống sót tại đây, trở thành Chainsaw Man và tiêu diệt tất cả những con quỷ và đặc biệt là quỷ súng. Liệu mình có làm được hay không? Khi lần đầu tiên bước vào thế giới của Chainsaw Man thì chúng ta có hai lựa chọn là về phe quỷ hoặc là về phe người. Và ở đây mình đã chọn về phe người. Khi về phe người thì ở đây chúng ta có được 3 con quỷ để có thể lập khế ước. Và con quỷ đầu tiên đó chính là quỷ hồn ma. Trong anime thì chị đẹp Himeno chính là người lập khế ước với con quỷ này. Và con quỷ thứ hai đó chính là con quỷ cáo có tên là Korn. Ở trong anime thì nó lập khế ước với khá là nhiều người, trong đó có Aki và một số những họ săn quỷ khác, vì con quỷ này nó khá là thân thiện với con người. Mình cũng khá là thích con quỷ này đó các bạn. Và cuối cùng là con quỷ bạch tuộc, được lập khế ước bởi anh chàng đẹp trai Yoshida. Ông này có lượng fan girl khá là đông đảo đó. Trong 3 con quỷ này thì mình thấy con quỷ mạnh nhất ở đây chính là quỷ cáo Korn, vì nó khá là thông dụng trong mọi tình huống chiến đấu. Vậy là mình đã thành công trong việc lập khế ước với quỷ cáo. Và các bạn có thể thấy là mình đang ở dưới một cái bunker. Nơi đây chắc có lẽ là nơi trú ẩn của những thợ săn quỷ trú dưới này để tránh những cái con quỷ phía bên trên. Không biết là đã có chuyện gì xảy ra phía bên trên. Mình nghĩ là chúng ta nên đi ra ngoài. God damn. Một cảnh tượng khá là khủng khiếp đập vào mắt mình. Xác người và máu la liệt khắp mọi nơi. Đây có lẽ là những người đồng đội của mình bị tấn công bởi những con quỷ. Họ đã không may qua khỏi, có người còn bị treo lên trần nhà như thế này, khá là khủng khiếp và tàn độc. Không biết là con quỷ nào đã gây ra cái mớ hỗn độn này. Khá là may mắn, ở đây vẫn còn keo một cái bộ vest của họ săn quỷ. Mình sẽ mặc nó vào, trông cũng khá là đẹp trai đấy. Bên trong rương thì có một cây rìu, mình có thể sử dụng nó làm vũ khí. Như vậy là chúng ta đã có thể săn quỷ rồi đó. Nhưng mà làm cách nào để chúng ta thoát ra khỏi cái nơi này đây? Nơi đây có vẻ như đã bị sập và mình nghĩ đây chính là lối ra đó. Excellent, nó là một cái lối ra bị đá chặn. Ở chỗ này có cầu thang leo lên nè, mình sẽ leo lên trên kia để xem thử thế giới bên ngoài nó thế nào rồi. Phía trên khá là bình yên, gần như là không có gì xảy ra. Nhưng mà còn hơi sớm để mình rút lại cái lời nói này của mình. Đó là một con quỷ zombie, một con boss đó các bạn. Bên kia có xác chết kìa các bạn, mình sẽ qua đó xem xét thử. Đó là một người bị treo cổ, còn bị xiên bởi rất là nhiều những vật nhọn. Mình sẽ tiếp cận để xem xét. Ôi, má ơi. Cái này là có đứa nào nó lập khế ước với quỷ nè các bạn ơi. Trời, tự nhiên bị sét đánh trúng cái lỗ tai mình, nó nghe mấy cái tiếng gì nó khá là lạ luôn, khá là ghê luôn các bạn. À đây rồi, quỷ cưa Bochita nè các bạn. Mình sẽ cho nó cắn máu để lập khế ước với nó. Và chúng ta có thể sử dụng nó như là một cái công cụ, như là một cái máy cưa. Mình sẽ sử dụng Bochita để chặt cây nhá. Mình sẽ tiến vào trung tâm thành phố để coi coi còn ai sống sót hay không. Đường phố khá là vắng lặng, không có quỷ và cũng không có bất kỳ âm thanh gì của con người. Một sự yên lặng đến đáng sợ. Ở đây có một cái nghĩa trang khá là to. Đây là nghĩa trang của những thợ săn quỷ đã bị quỷ giết hoặc là bị quỷ súng giết. Ở đây có rất là nhiều, mình nghĩ chắc là cũng khoảng hơn 100 ngôi mộ đó. Bên kia lại có xác chết, một tư thế khá là kỳ lạ. Lần này mình thủ sẵn vũ khí cho chắc, biết đâu có con gì nó nhảy ra nó jump scare sao. Ý, hình như chỗ đó có cái gương nữa bạn, không biết có đồ ngon hay không. Ồ, có một cái cuốn sách trong này. Thứ này có thể tiêu diệt toàn bộ loài người. Nó cần một cái sự hiến tế, mỗi ngôi làng đều phải hiến tế cho nó một cái con người mạnh khỏe nhất. Và tôi là người duy nhất, tôi viết bức thư này để bạn biết rằng tất cả những điều này đều là vô ích. Kẻ giết người sẽ không bao giờ dừng lại, tôi biết điều đó. Nhưng mà nếu có một cơ hội, tôi sẽ phải dừng hắn lại. Tôi sẽ chấm dứt tất cả cuộc tàn sát này, tôi sẽ làm điều đó. Đây là những lời cuối cùng của tôi, và đừng để anh ta giết thêm bất kỳ ai khác nữa. Một ngôi làng nào đó bị hứng chịu sự tấn công của những con quỷ và người dân làng. Ngôi làng nào đó phải hiến tế người để lập khế ước với nó để cho nó dừng tấn công. Câu chuyện khá là căng thẳng đó. Và nếu như mình nhìn không làm thì đằng kia có lẽ là quỷ súng các bạn à. Chúng ta đừng nên đối đầu với hắn này hơn, vì hắn khá là khủng khiếp đó. Hoài, ở bên này có một cái công trình gì đó nè các bạn. Mình sẽ vào đây khám phá. Ngọn lành cạnh đạo luôn. Sắc các bạn ơi. What the hell? Theo như ở đây mình thấy có một cái cuộc tàn sát khá là khủng khiếp. Và đây có phải là một cái phòng thí nghiệm nào đó. Một lần mà xử được nhiều người như thế này, mình nghĩ chắc chỉ có quỷ súng thôi các bạn à. Ui. Trong gương không có gì quý giá, nhưng mà có vẻ đá đỏ, có thể sử dụng được. Ở đây mình có phát hiện ra được một vài con zombie, và mình sử dụng cây rìu này để đánh bữa nó. Và mình cảm thấy là cây rìu này khá là yếu. Đánh mấy con zombie mà nó còn như vậy rồi, đánh con quỷ sao mà đánh nổi. Ở đây có một ít chất đốt để cho chúng ta làm đuốc phát sáng trong đêm.
và đêm đó mình phát hiện ra được một cái bunker khác. Và mình sẽ quyết định chui xuống cái bunker này để ở qua đêm tại đây. Và khá là may mắn, dưới bunker này còn có một cái chỗ để trồng lương thực nữa các bạn. Quá là tuyệt vời, một chỗ khá là đẹp để chúng ta làm nhà ở dưới này. Và sau một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng được ngủ. Được rồi, mục tiêu của sáng ngày hôm nay là nhất định phải giết được một con quỷ nào đó. Cánh rừng thông đằng kia mình nghĩ chắc chắn sẽ có quỷ. Ở trong này khá là gặm gạp, mình nghĩ sẽ có một vài con trốn ở trong này. Quỷ ơi, quỷ đâu rồi? Ôi, ôi má ơi. Quỷ cà chua mà sao tốc độ nó nhanh dữ vậy các bạn? Rồi lẹ, ui ui. Cáo. Yes. Hạ được nó rồi các bạn ơi. Quỷ cáo tát một cái là nó đi luôn. Nhưng mà chiến công này nó thuộc về cáo chứ không thuộc về mình. Các bạn thấy khu rừng cao cao ở đằng đó không? Đó là địa phận của bóng tối đó. Trong đó có rất là nhiều những con quỷ mạnh. Tốt nhất là đừng nên đi vào. Hoàng hôn cuối cùng cũng đã buông xuống. Mình không săn được con quỷ nào trong ngày hôm nay. Mình nghĩ là chúng ta sẽ đợi tới tối nay. Và tối nay mình khá là may mắn khi mình gặp được tiền bối Himeno. Họ cũng có ở trong khu vực này. Và bên này là Paua nè các bạn. Cái mặt ngáo ngơ mà nhìn cute xỉu luôn á. Bên kia có một cái con quỷ đĩa khá là bự và có một người đang chiến đấu với nó. Oh, là Denji các bạn ạ. Denji đang chiến đấu với quỷ đĩa. Mình sẽ tiếp ảnh. Oh, con này hơi mạnh à nghe. Denji đã hạ được con quỷ đĩa rồi các bạn ạ. Denji khá là mạnh. Mình hy vọng là một ngày chúng ta có sát cánh để chiến đấu với nhau như là những thợ săn quỷ thật thụ. Oh, bên này chúng ta có Bim, quỷ nhân cá mập các bạn ạ. Body của ông này nhìn cũng mình em hết á. Ông này là một fan cứng của quỷ cưa đó các bạn ạ. Được rồi, lần này mình sẽ cố gắng tiêu diệt được cái con quỷ cà chua này. Ui da. Tốc độ của nó nhanh quá các bạn ơi. Không được rồi, không tiếp cận được nó các bạn. Cáo. What the hell, nó chịu được một đòn của cáo các bạn. Denji của em anh ơi. Hay quá, mèn chính có khác các bạn ơi, siêu đỉnh. Bên kia là Aki Hayama. What the hell, sao đi săn quỷ bằng đêm mà mặc như đó thủ vậy anh? Được rồi, lần này mình sẽ giết một số lượng lớn quỷ cùng với Bim nha. Mình sẽ hợp tác với Bim để tiêu diệt cái đàn quỷ này. Bọn này thì máu bọn nó khá là yếu nhưng mà tốc độ của nó khá là nhanh và còn khá là đông nữa các bạn à. Vậy các bạn coi hay là cái độ nhây của bọn nó. Cáo. Nhờn. Khoan, còn một tên. Được rồi. Nhờn. Arigato gozaimasu. Bên kia có một nhóm đang săn con quỷ dơi kìa các bạn. Đêm nay nói chung là cũng không tệ. Thôi, về nhà ngủ cho khỏe các bạn ơi. Chúng ta nên tìm một cái gì đó để lót dạ vào buổi sáng để coi hồi lại cái lượng máu mà tối qua chúng ta đã đánh mất khi sử dụng quỷ cáo. Mình sẽ chế cho mình một cái bàn quật Ben vì chúng ta cần một cái vũ khí mạnh hơn và tầm xa hơn. Đó chính là súng để có thể đối đầu với những con quỷ. Và mấy khẩu này cần khá là nhiều sắt. Với cái số lượng máu bao nhiêu đây, con nào nó hỉ mũi cái mình cũng chết nữa. Được rồi, làm chén súp cái cho no nê cái nè. Rồi, chúng mày xong rồi. Cho chúng mày biết chai hải phòng là như thế nào. Đây là khẩu sniper M24, cũng khá là ổn áp khi đeo sau lưng. Mình sẽ đi đào cho một ít cát và một ít sỏi để làm thuốc súng. Lượm 20 thuốc súng, chế thật nhiều đạn. Ok, đi săn thử nè. Đêm nay mình có bắn một con creeper và tình cờ tiếng súng của mình gây kích động tới cô Benny và anh Bim. Họ tưởng đâu mình là kẻ hù nên nó quay qua tấn công mình. Con cô Benny nó cầm dao nó gượt mình luôn các bạn ạ. Khổ hơn thật sự, nhờ nhảy xuống biển mình mới thoát được anh Bim các bạn ạ. Thôi được rồi, mình quyết định sẽ hỗ trợ những họ săn quỷ khác từ phía xa. Mình sẽ bắn con quỷ cà chua này. Và yes, chén cơm đầu cho quả M24 của mình các bạn. Được rồi, nhắm kỹ đừng để bắn trúng người nè. Bà già mày. Bò lạc. Cáo. Ok, vậy là kết thúc thêm một ngày nữa. Công nhận là sử dụng quỷ cáo mất máu khá là nhiều. Mình nghĩ là chúng ta cần một vũ khí mạnh hơn. Đó chính là một cái hanh katana. Đây là hanh katana của Aki. Đam của nó có thể lên tới 102 đam nhưng mà nó cần netherite. Vũ khí mạnh nhất của mình hiện tại có lẽ là Bojita. Nhưng mà mình nghĩ là chưa phải là lúc để mình ký khế ước với Chainsaw Man đâu. Sắp tới chúng ta sẽ đối đầu với những con quỷ mạnh hơn rất là nhiều. Vậy nên chúng ta cũng cần một cái vũ khí mạnh hơn. Và mình thấy ở đây có một khẩu M82A1, tức là khẩu Barrett đó các bạn. Đây là một trong những khẩu súng khá là uy lực. Mình nghĩ là chúng ta sẽ chế khẩu này, nhưng mà nó sẽ cần kim cương. Được rồi, mình sẽ dành ra vài ngày đi mai để chuẩn bị trang bị cho chúng ta chiến đấu với quỷ nha. Đầu tiên là tìm được kim cương trước cái đã, rồi tính gì đó là tính. Vừa nhắc thì mình đã đào được một cái hang luôn nè, có lava và kim cương. Cái này là kêu bằng cầu được ức thấy nè các bạn. Gì thì nó có hơi chiều chuộng mình quá không ta. 4 cục luôn mới ghê chứ. 5 cục là chơi đủ. Mình cần chế thêm một cái cúp nữa. Bây giờ mình sẽ dọn đường ở đây và chúng ta sẽ đi tìm thêm kim cương. Cái gì vậy? What? Ôi trời ơi, hot boy các bạn ơi. Hot boy nổi loạn các bạn ơi. Cái gì mà hoài với mấy đại ca? Tụi mày chưa thấy quan tài chứ lại chưa thấy vũ xạ chứ hết hồn hả? What the hell, nó bị Bojita cương cái nó đầu thai luôn các bạn. Ê chà, đói quá, phải đi lên trên kia kiếm ít đồ ăn mới được. Ai đây? Ui. À hello Power nha. Không biết đi đâu lạc đâu trong đây đây. Lương thực ở dưới bunker chúng ta khá là ít. Như vậy không thể nào chống chọi được với bọn quỷ. Mình nghĩ là chúng ta cần mở rộng ra và làm thêm cái ruộng bự hơn để có thể có thêm nhiều lương thực nữa. Đây là đớp con cá vô cái. Rồi các bà Power này mà chạy lung ta lung tung đây giẫm lúa của tôi nha. Ở đâu mà chui xuống cái bunker của mình quậy quá trời quậy. Đã ở ké rồi mà còn quậy muốn banh cái nhà người ta luôn vậy đó hả? Thiệt là tình. Đẹp gái làm ơn bình thường giùm tôi một cái.
Mình mới ở dưới bunker có mấy ngày thôi mà cảnh vật ở trên này nó khá là đổ nát luôn các bạn. Bị tàn phá rất là nghiêm trọng. Cái dấu vết này chỉ có thể là quỷ súng mới gây ra được thôi. Cũng may mà mình ở dưới hầm chứ thôi là toan rồi. Ok, kim cương đây rồi. Chúng ta đã có cúp kim cương. Bây giờ mình sẽ đi đào obsidian. Chúng ta sẽ xây một cái cổng địa ngục ở đây và đi đào netherite ở dưới đó nha. Wow, ở dưới địa ngục là nơi tập trung rất nhiều những họ sang quỷ dưới này luôn. Được rồi, bắt đầu đi tìm netherite để chế cây katana của Aki thôi. Chưa tìm thấy netherite nhưng mà mình thấy là đói bụng sắp chết tới nơi rồi. Công nhận làm thợ săn quỷ cũng căng thiệt á. Ui, sao mày vào được đây? What? Chẳng. Ok, giờ mình đã hiểu vì sao đồng đội của mình ở đầu video bị tàn sát khá là tàn nhẫn. Tới lúc trả thù cho họ rồi. Rồi, làm lẹ một bát súp củ dền, húp vô lẹ các bạn ơi. À, được cứu rồi. Đấy, các bạn thấy chưa? Có thật là vật được đảo liền. Đây là miếng mảnh vỡ cổ đại thứ 3 rồi. Và đây là cái thứ 4, đã đủ. Bây giờ mình sẽ chế một cây kiếm sắt. Lấy mảnh vỡ cổ đại đã nung xong ra kết hợp với vàng mà chúng ta đã có được một cục netherite. Kết hợp đó với cây kiếm sắt ban nãy chúng ta có được một cây katana. Và đây không phải là một cây katana bình thường đâu các bạn. Khi chúng ta cầm trên tay cây katana này đồng nghĩa là chúng ta đã ký khế ước với quỷ lời nguyền. Một trong những con quỷ cũng khá là mạnh đó các bạn à. Trong tập 8, Aki đã dùng cái cây này đánh trên cơ thanh niên katana man luôn các bạn à. Đó là lý do vì sao chúng ta nên sở hữu cây này. Mình đi lấy thêm một ít sắt để chúng ta chế cây barret cái nha. Ui, hú hồn con tròn con nguyên. Cảnh tượng y hệt trong tập 2 anime luôn. Dạ, ui còn nửa giọt các bạn ơi, giọt. Được rồi, tới lúc trả thù rồi các bạn ơi. Barrett M82A1. Súng này bắn khủng long còn chết huống gì quỷ. Tại nó xài đạn 50 ly lắm các bạn ơi. Bằng trái xoài, có điều đạn nó chế bằng kim cương nên hơi tốn. Khẩu tiếp theo là shotgun Mossback 590 và đạn 12 ly. Một cái ống nhắm Vortex LGBT. Có thể nhìn thấu được cái độ gay của các bạn. Và một chiếc đèn pin có thể soi được lòng người. Có chiếc đèn này là mấy con quỷ nó sợ lắm. Dùng để chúng ta gọi đi đêm nha các bạn. Dù chỉ là một chiếc đèn pin bình thường thôi, nhưng mà nó chạy bằng pin đương nhiên rồi. Lát nữa mình sẽ cho các bạn coi. Đồ ngày đã chuẩn bị xong, bây giờ chúng ta đi soi quỷ thôi. Mình dùng cái này để soi những ngóc ngách tối nơi mà những con quỷ nó có thể trốn được. Không biết là có đạt villa trốn như này không nữa. Ôi má ơi, con quỷ đẻ. Thôi chị ơi, tha em chị ơi, thôi chị ơi, tha, ôi. Nhất định ngày hôm nay phải tiêu diệt được một con quỷ. Được rồi, excellent. Cáo. Đầu tiên mình sẽ cấu máu nó bằng súng trước, sau đó chúng ta sẽ sử dụng vũ khí cận chiến để hạ nó. Nó bỏ chạy rồi các bạn ơi. Cũng khá là thông minh đấy, biết chạy để trốn đạn súng của mình. Lần này thì chạy đằng trời con ạ. Yes, và đây là lần đầu tiên giết quỷ của mình. Mất nửa cây máu nhưng cũng khá là xứng đáng. Được rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị cho tối nay thôi. Mình sẽ cam ở trên tầng thượng này cho tới buổi tối. Vạn đêm quỷ xuất hiện khá là nhiều. Và chúng ta có một cái góc bắn khá là tuyệt vời ở trên này. Có thể nhìn ngắm được tất cả, cộng thêm cái đèn pin này nữa. Đứng trên này soi coi có thằng nào tiểu bảy dưới không các bạn. Mà phải công nhận là view này đẹp thiệt luôn nha. Đã phát hiện mục tiêu, một tên người kết hợp với quỷ. Tên này là Katana Man. Thử hắn thôi. À đù, chạy các bạn ơi. Biết có bắn tỉa nên là thanh niên trốn rồi. Đó là lý do chúng ta đừng nên coi thường thanh niên này nha. Mà tự nhiên lú đầu qua chi cha nổi. Sao bắn hoài mà tên này không chết hả ta? Bị bắn nãy giờ mà còn chưa thèm biến hình nữa. Không được rồi, phải tiếp cận gần thôi các bạn ơi. Leo lên 1v1 với nó thôi, biết đâu sợ. Gì đây? Ui, oh shit, thấy bà rồi các bạn ơi. Quỷ zombie các bạn, oh. Không được rồi, hai tên lận các bạn, cáo. Được rồi, đổ mục tiêu qua quỷ zombie nha các bạn. What the? Mỗi lần bị sát thương là tên này sẽ spawn ra rất nhiều zombie luôn các bạn ạ. Chính xác là những con quỷ rất là đông luôn ấy. Không được rồi, nguy hiểm quá, tên này tính chơi số lượng đánh úp mình các bạn ạ. Các bạn nhìn kìa, một mình tên Katana Man xử gọn bọn zombie luôn các bạn ơi. Rồi, biến hình rồi kìa các bạn. Thôi chuồn. Kết quả là cả đêm lo chạy trốn không giết được con nào. Thôi được rồi, mình nghĩ là chúng ta nên đi tìm một mục tiêu mới. Mình quyết định chui xuống một cái đường ray tàu điện ngầm nằm ở dưới lòng đất. Ở dưới này coi bộ là sẽ có quỷ. Và các bạn có thể thấy được là cái đèn pin của mình phát huy công dụng. Nó soi rất là xa luôn nha các bạn. Một điều mà đuốc không thể nào làm được. Đồ nghề săn quỷ thì cũng chuyên nghiệp đó, nhưng mà chưa săn được con nào hết. Ý, hình như có người kìa. Một thành viên của hiệp hội săn quỷ. À, là tiền bối Himeno. Chắc là được giao ca trực ở dưới cái cống này. Thôi té lẹ mà công nhận nụ hôn cửa pháp thì toan lắm. Thời tiết đêm nay của bộ khá là xấu, một cơn bão đổ bộ ở trong đất liền. Săn quỷ trong cái tình trạng thời tiết như vậy khá là nguy hiểm. Chúng ta có thể bị phục kích bất cứ lúc nào. Đường phố thì vô cùng yên tĩnh, gần như là không có bất kỳ cái động tĩnh gì luôn. Bên kia chính là kỹ năng của Aki, các bạn không cần phải lo. Ok, đã phát hiện ra quỷ zombie, lần này mình sẽ phục hồi. Với khoảng cách này thì con quỷ sẽ không phát hiện ra mình, nhưng mà nó chạy rồi. Ai, chết tiệt. Nó biết có người bắn nó là nó trốn gốc cây rồi. Mình sẽ phải tìm một cái vị trí bắn đẹp hơn. Được rồi, góc này có bộ khá là đẹp đó các bạn. Xử nó thôi. Ai, cay thế nha. Nó lại trốn nữa rồi. Và cái kết là vẫn như cũ, canh me cả đêm mà vẫn trắng tài. Và một lát sau mình phát hiện ra được một con quỷ dơi đang nấp ở trong một cái căn nhà. Mình đục cửa kính và cái kết là mình bắn trúng nó một phát. Con quỷ dơi khi biết nó bị bắn là đã chạy trốn. Damn, kiểu này thất nghiệp sớm quá các bạn ơi.
Ở dưới kia mọi người đã hợp tác lại để săn con quỷ đĩa. Và mình phát hiện ra bóng dáng của Makima. Sức mạnh của Makima cũng khá là đáng kể đó các bạn ạ. Khủng khiếp á. Các bạn nhìn bên kia kìa. Một bầy quỷ luôn các bạn ơi. Cảnh này hệt trong anime luôn. Bọn nó bị hất tung lên rồi chết tập thể kìa các bạn. Khủng khiếp thật sự. Được rồi, mình phát hiện ra mục tiêu rồi các bạn. Một con quỷ dơi. Được rồi, đến lúc Bochita ra trận rồi, lần này đừng hòng thoát. Hãy xem sức mạnh của quỷ cưa đây. Uầy, các bạn nhìn mình cưa nó đau đớn mà nó đứng bất động luôn nè các bạn. Được rồi, cáo. Nó yếu máu, nó định chồn các bạn ạ. Lần này đừng hòng thoát. Một phát. Được rồi, lùi về để chuẩn bị cho phát chém tiếp theo nè các bạn. Đúng rồi, qua đây, lần này đừng hòng chạy. Mình nhắc cái tiếp, định bay lên à. Chạy đâu. Ui, phát này hụt rồi. Một phát nữa. Tuyệt vời. Mình đã đạt danh hiệu hở sang quỷ cấp 3 sau khi tiêu diệt được dơi. Quá tuyệt vời. Trận này mình đánh khá là hay luôn đó các bạn. Nhớ để lại một like cho mình nha. Cảm ơn Bochita nha. Sau khi tiêu diệt được dơi thì mình quyết định nâng cấp trang bị. Mình sẽ chế một khẩu shotgun M1014 để có thể tấn công tầm gần. Khẩu này hộp liên hành được nên khá là mạnh. Và khẩu thứ hai là khẩu AR10. Khẩu này là một khẩu súng trường cũng khá là uy lực. Và chúng ta có thể cài khá là nhiều thiết bị cho nó để có thể nâng cấp. Nhìn mình giống John Wick chưa các bạn? Tới ngày thứ 27 thì mình phát hiện ra được đồng đội của mình đang đứng kế nghĩa trang. Và bên cạnh đó là tên quỷ kiếm Katana. Và mình sẽ bắn hắn một phát M24. Và các bạn có thể thấy là tốc độ hồi phục của hắn cực kỳ khủng khiếp đó các bạn. Mình nghĩ chúng ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà cũng đến lúc rồi các bạn. Thời cơ như vậy là hết hợp rồi. Xin lỗi Bochita rất nhiều. Và đây chính là trái tim của quỷ cưa. Thứ này sẽ giúp chúng ta hòa làm một với Bochita. Mình đợi khoảnh khắc này cũng khá là lâu rồi. Được rồi. Đến lúc cho tên kia biết ai là chùm ở đây. Đồng đội của mình mở combat trước rồi. Được rồi, không có đứng ở đây dây dưa nữa. Tới hai tên quỷ kiếm mà các bạn ạ. Ở đây chúng ta có Makima và tiền bối Kishibe nữa. Được rồi, tình hình cũng khá là ổn. Tới lúc nghiền nát chúng ra rồi. Không được rồi các bạn ơi, tốc độ hồi phục của hai tên này quá khủng khiếp. Mình không phải là đối thủ của hai tên này rồi các bạn ạ. Nhưng mà con Makima thì có nha. Makima-san căng một lần hai tên mà không hề hấn gì luôn. Không được rồi các bạn ơi, cường hóa lưỡi cưa lên thôi. Được rồi, một phát. Ôi, không có hề hấn gì luôn các bạn ạ. Đúng rồi, chúng ta sẽ tận dụng sức mạnh của cáo. Cáo, tuyệt vời, cắn trúng hắn rồi. Đúng rồi, tên này cũng không hẳn là bất tử. Chúng ta sẽ sử dụng sức mạnh của quỷ cáo để có thể kéo được máu của hắn. Và Makima sẽ ngăn không cho hắn hồi máu. Không xong rồi các bạn ơi, kèo này Makima cân 3 là toan lắm. Mình phải giúp thôi. Cũng khá là may mà tên zombie này khá là yếu. Mình đã xử lý được hắn. Bây giờ mình sẽ sử dụng sức mạnh của cưa để cố định cái địch lại cho Makima đánh. Được rồi, ngắm chuẩn và gọi quỷ cáo ra. Vời quá chuẩn. Được rồi, lần này thì chạy bằng mắt. Tên này còn nửa cây thôi các bạn ạ. Ôi, các bạn có thể thấy Makima tăng tốp rất là tốt luôn nha. Một lần cân hai tên luôn. Chúng ta phải biết nắm bắt cơ hội mới được. Không được rồi các bạn ơi, chúng ta không cung cấp đủ máu cho quỷ cưa. Mình phải hóa là dạng người thôi. Đến lúc dùng thanh katana này để tiêu diệt hắn rồi các bạn ạ. Được rồi, nhắm cho chuẩn vào. Tuyệt vời các bạn ơi, một tên khá là yếu rồi đó các bạn. Một phát nữa là nó chết liền. Được rồi, cứ để Makima lo liệu thôi. Đấy, đúng rồi. Ok là, bây giờ cắn miếng mì để hồi lại cái lượng máu cho quỷ cưa cái đã. Chính là lúc này. Chém. Được, trúng rồi các bạn ơi. Tiếp tục nào. Chém. Rồi phát thứ ba. Khai kiếm. Tuyệt vời. Nhưng mà hiện tại mình không cung cấp đủ máu cho quỷ nguyền để sử dụng được kiếm nữa. Tốt nhất là lên chuồng thôi. Tình huống nghìn cân treo con bún như thế này là phải lấy súng ra chơi rồi. Cố lên Makima-san. Đúng rồi. Rồi cơ hội đây, cơ hội đây, cơ hội đây. Ai chà, hơi khó rồi nha các bạn. Chém. Nhát đó xịt rồi các bạn ơi, không nhận sát thương nhiều. Sức mạnh của hai người này kinh quá. Ok, máu đã hồi xong. Bây giờ chúng ta sử dụng cưa để cố định hắn lại. Chết đó. Được rồi, lần này nhắm cho chuẩn nha. Chém. Rồi, trúng rồi, một phát nữa. Một phát nữa. Chém. Yatta. Mình đã kết liễu được quỷ katana rồi các bạn. Một trận chiến khá là khốc liệt. Vừa có sự kết hợp giữa quỷ nguyền, quỷ cáo, quỷ cưa và cả Makima nữa. Arigato gozaimasu, Makima-san. Ở đây các bạn nào sim Makima không các bạn? Ý trời ơi, vừa mới nhắc sim cái bỏ chạy mất tiêu luôn rồi sao? Chị tồi lắm chị ạ. À. Trời ơi, mạnh mà chảnh ghê, không cho chụp hình chung mình thôi đi về. Đang trên đường về thì mình phát hiện ra một con mồi khác các bạn ạ. Đến lúc tập làm quen với sức mạnh Chainsaw Man này rồi. Được rồi, đoạn kết liễu nè. Phải lên.
Ây cha, một chiêu hất quá đẹp luôn các bạn ạ. Bạn ngầu chưa, power thấy ngầu chưa. Và sau khi biến hình quý cưa thì cơ thể của mình tiêu thụ rất là nhiều máu mỗi khi biến hình. Vậy nên là mình phải ăn để có thể hồi lại cái lượng máu mà chúng ta đã mất. Nên mình thấy là ở trong phim Nenji ăn nhiều thì nó cũng khá là hợp lý đúng không các bạn. Ngày thứ 30 mình chuẩn bị thêm một ít nguyên liệu để chế thuốc súng. Và con quỷ mà chúng ta sẽ sát phạt tiếp theo là con quỷ zombie. Chúng ta cần khá là nhiều đạn để có thể chơi với con quỷ này. Chủ yếu là đạn 12 gao, đạn 5D56 và một vài trái lựu đạn để đơm vô họng nó. Mình không chắc là chúng ta có thể tiêu diệt cái con quỷ này bằng những khẩu súng. Vì khi một lần bị dính sát thương thì con quỷ này sẽ tạo ra một cái con quỷ khác. 100 viên đạn sẽ là 100 con quỷ nhỏ. Vậy nên là mình sẽ chọn những khẩu súng có uy lực mạnh và ít đạn. Được rồi, chuẩn bị một tâm thế thật là tuyệt vời để chúng ta chuẩn bị đi săn cái con quỷ siêu khó này nè. Ê chà, chưa gì chơi mà có đứa nó muốn mở hàng rồi nè các bạn. Được rồi, nếu cưng muốn. Các bạn có thấy là sức mạnh của mình đã tăng lên đáng kể. Chỉ với vài đường cơ bản là mình có thể tiêu diệt được một con. Ban đêm ban hôm mà con nhỏ nào nó trốn nhà đi chơi nữa các bạn. Ơi cô Benny các bạn ơi, cái mặt của bả đúng kiểu trời ơi cứu tôi chết tôi, trời ơi nó giết tôi. Còn cầm theo cái dao nó mới ghê chứ. Ủa alo em ơi, em đi săn quỷ chứ không phải là em đi chế phố mà sợ gặp mấy thằng biến thái đâu. Anh khuyên em thiệt lòng là nên đi về quê lấy chồng hoặc là về phụ mẹ nấu cơm nấu nước đi, chứ nghề này thì ăn tiền ít mà ăn nhan thì nhiều đấy em ơi. Không nghe anh nói lát nữa bị quỷ bắt thì đừng có khóc mà nghe. Cuối cùng mình cũng đã phát hiện ra quỷ zombie rồi các bạn. Đầu tiên mình sẽ làm yếu nó bằng súng bắn tỉa. Ok, ăn dừa khô, fire in the hole. Oh no, tình hình căng thẳng rồi các bạn ơi, sát thủ rồi, anh lên được đây rồi. Run. Trên đường chạy các bạn cũng đừng quên để lại một quả nha các bạn. Sẽ có khá là hiệu quả khi mà nó chạy ngang như thế này và boom. Thấy bà rồi, mình bị con quỷ đĩa nó chặn đường các bạn à. Đổi đường khác. À, thì ra mày chọn cái chết. Vào đây. Không ổn rồi các bạn ơi, con số nó nhân lên đến 100 con rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có nước chạy thôi. Hạnh thằng ơi, phải như ở ngoài đài mà tôi được nhiều người theo đuổi như vậy tôi cũng phải nữa. Chúng ta phải canh lúc con quỷ zombie nó đi lẻ thì chúng ta lén chúng ta chém nó một hai cái thì được. Chẳng hạn như là cái khúc này nè. Đó, tốt, phát thứ hai. Cáo, chúng ta có ai sử dụng cáo để tấn công nó. Ui, thôi, tụi bay chơi game gia đình à. Con quỷ đĩa này nó khá là dai các bạn ạ, nó gợt mình tới sáng luôn các bạn ơi. Oh no, mình còn có 9% máu rồi các bạn ơi, không thể nào sử dụng quỷ nguyền được nữa. Vậy thì bố mày chơi quỷ hải phòng. Nó yếu lắm mà các bạn ơi, tranh thủ. Thấy cảnh chùa miên rồi các bạn ơi. Hết đạn luôn rồi, còn có 3 viên à. Để coi lần này mày có thoát được không. Ui nó gần chết rồi các bạn ơi, cố lên. Xây thêm vài phát nữa. Cái gì vậy? Cù quá khét các bạn ơi. Mình không thể nào đỡ được luôn, chưa kịp đỡ nắng bảo hiểm luôn. Giò lẹ các bạn ơi, té lẹ các bạn ơi. Ai, con quỷ zombie nó chạy mất tiêu luôn rồi. Tụi bọn này câu giờ cũng hay thiệt á. Chúng ta là thất bại một lần nữa rồi. Mình cần đi ra biển để săn một vài con mực, vì chúng ta có thứ để làm với nó. Hy vọng đây không phải là một con quỷ mực. Mình dùng màu đen và màu trắng để tạo ra màu xám sáng. Và chúng ta có một cái con red xám ở đây. Và mình sẽ sử dụng nó để chế tạo một cái bàn workbench. Và nó thiếu sắt, vậy nên là tối ngày hôm nay là mình phải đi ra ngoài để mình tìm sắt rồi các bạn. Giống đi sơ ếch miền Tây các bạn. Rồi vậy là phải quay lại cái chỗ này nữa các bạn ơi. Mình vô chỗ này không biết bao nhiêu lần rồi. Nửa đêm mà bắt mình vô cái chỗ gì đâu tàn sát chết không à. Đó bởi vì các bạn gắng học nhau thôi, làm thợ săn quỷ là thấy bà luôn. Ui. Còn đó phải quỷ gipper không vậy? Và chúng ta đã có được bàn workbench. Và đây chính là thứ mà mình muốn chế, một khẩu minigun. Nó có khá là nhiều đạn và sát thương đủ nhiều để chúng ta chơi với mấy con quỷ. Và đương nhiên là mình không dùng cái khẩu này để săn cái con quỷ zombie rồi, mà là dành cho những con quỷ nhỏ. Thêm một vài viên đạn shotgun cho tình huống cấp bách. Và một vài phần quà Giáng sinh cho con quỷ zombie. Ok, đồ chơi đã chuẩn bị xong. Lần này nhất định là mình sẽ chơi tới bến với nó luôn. Bây giờ tìm cái chỗ cam. Chúng ta sẽ dùng sức mạnh của quỷ cưa để đu lên trên kia. Mình sẽ cho các bạn xem. Có thể sử dụng xích để có thể đu lên như thế này. Bây giờ thì canh đợi quỷ zombie xuất hiện thôi. Lần này thấy nó là mình sẽ đơm điền luôn, không có do dự nhiều. Ở trên bắn không hiệu quả thì chúng ta xuống dưới đây chúng ta cài nha. Đến giờ ông già Noel phát kẹo đồng cho các cháu Vinacon rồi đây. May quá cái đồng đội tới hỗ trợ. Ui, khi bị trúng đạn là con quỷ này nó sẽ dịch chuyển nha các bạn. Ui, nó dịch chuyển như là hack game luôn ấy. Cơ hội đây rồi các bạn ơi.
Bọn quỷ nhỏ này nó đông quá, một mình power không thể nào xoay sở nổi các bạn ạ. Mình càng bắn thì bọn này nó sẽ càng ra nhiều. Mình sẽ tách nó ra khỏi các bầy quỷ con. Và bây giờ, một phát cáo. Không xong rồi các bạn ơi, power thất thủ rồi. Giọt lẹ các bạn ơi. Chạy kiểu này hoài không phải là cách hay các bạn ơi. Đành chịu thôi. It's Chainsaw Town, China. Đột nhiên mình nghĩ ra cách để tiêu diệt con quỷ zombie này rồi các bạn ạ. Chúng ta sẽ dụ nó xuống nước. Ở dưới nước thì nó không thể nào di chuyển một cách linh hoạt được nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái kế hoạch này. Hay quá, Power với lại Beam và Makima cầm chân giúp mình rồi. Việc của chúng ta là dụ nó rơi xuống biển thôi các bạn ạ. Ok, bắt đầu nào, đến đây. Cáo. Quá chuẩn. Phát nữa nè. Cáo. Excellent. Bây giờ dụ nó rơi xuống biển thôi là được. Trước khi nó hồi lại tất cả số máu. Tất cả bọn mày xuống dưới đây, 400 triệu sẽ được chia đều cho tất cả chúng mày. Và đây rồi. Mất đạt villa là coi như rắn mất đầu rồi nha mấy cưng. Như đã hứa thì đứa nào cũng sẽ có phần. Quay, có một con nó chui dưới cống nữa nè các bạn. Rồi, chúng mày tới cái cụ kiệu với tao. Lũ đạn nè, né đi. Đẩy cháy nhà mới lòi mặt chuột mày. À, nó chạy lên rồi các bạn à. Bây giờ cuộc chơi mới chính thức bắt đầu nè. Cáo. Rồi, dụ nó ra một cái chỗ trống. Đây rồi, khu vực này đông hợp săn quỷ nè các bạn. Chúng ta sẽ tận dụng cái lợi thế này. Xong rồi. Một chém. Hai chém. Ba chém. Bốn chém. Còn lại cái đám quỷ nhỏ đó chắc là để cho mấy chú công an xử lý thôi. Sau trận chiến với con quỷ zombie thì mình phải mất mấy ngày liền để có thể hồi lại toàn bộ số máu. Và để kết thúc toàn bộ hành trình lần này thì chúng ta sẽ nhắm tới quỷ súng. Và đây chính là con quỷ nguy hiểm nhất mà Chainsaw Man sẽ phải tiêu diệt để có thể kết thúc cái cuộc hành trình ở đây. Đồ nghề chuẩn bị đơn giản chút xíu thôi là đi được rồi. Hành trình thảo phạt quỷ súng bắt đầu. Thấp thoáng bóng dáng của ai đó nhưng không phải là quỷ súng. Đây chính là Reese, là quỷ bom. Một dạng dung hợp giữa người và quỷ bom. Reese và Denji, hai người đó có một cái cuộc hẹn hò khá là đẹp. Nhưng mà Reese thật ra là không thích Denji mà là thích cái con quỷ cưa Bochita. Nên là muốn kill Denji để lấy con quỷ cưa Bochita. Nhưng thật ra cũng lại rất thích Denji. Mình cũng thích bà này nữa. Nhưng mà mình là quỷ cưa hệ không sim nha. Ây da, chơi cái gì bạo lực quá vậy? Người ta lỡ giỡn con cái thôi mà. Đó, các bạn thấy sức mạnh khủng khiếp của quỷ bom chưa? Nổ như pháo bông D30 luôn. Ui à. Ây da, trời ơi, con gái con đứa sao mạnh tay dữ vậy đó. Đó, các bạn thấy chưa, tốt nhất là đừng nên chọc phụ nữ nóng giận. Ây da. Do là con gái nên là mình mới nương tay đó nha các bạn. Mình nhây nãy giờ đó. Nhưng mà sức mạnh của quỷ bom cũng khá là khủng khiếp đó các bạn. Nếu mình sở hữu sức mạnh của con quỷ này thì biết đâu mình có thể hạ mấy con quỷ khác dễ dàng hơn rất là nhiều. Nhưng mà xin lỗi cô em còn non lắm. Cô em cũng khá là mạnh đấy. Nhưng mà nữ sắc suy cho cùng chỉ là da với thịt máu mũ tanh hôi. Cái bẫy luân hồi vô lượng kiếp xa chân và lục dục biết khi nào mới thoát khỏi. Được rồi, quay lại vấn đề chính là chúng ta sẽ đi săn lùng quỷ súng thôi. Sau khi tiêu diệt xong quỷ zombie thì tốc độ và sức khỏe của mình đã được cải thiện khá là đáng kể. Và đó là lý do vì sao mình phải giết cho bằng được quỷ zombie trước khi mình giết quỷ súng. À đây rồi. Đây chính là quỷ súng sau khi chiếm lấy thân xác của Aki. Aki gần như là dành cả cuộc đời của mình để đi tìm và tiêu diệt quỷ súng. Nhưng mà không ngờ Aki lại có thể bị biến thành chính cái thứ khốn nạn mà đã hủy hoại cuộc đời của bản thân mình. Khi ở cùng với Denji và Power thì Aki mới biết được cảm giác của gia đình là như thế nào. Nhưng mà con quỷ súng đã cướp đi mọi thứ từ cậu. Đó là lý do vì sao chúng ta phải giết nó. Được rồi các bạn, đến lúc kết thúc tất cả rồi. Chúng ta sẽ biến thành một dạng mới của người cưa. Một hình dạng linh hoạt hơn. Damn, thằng này hèn quá, nó không dám 1v1 với mình các bạn à. Nhưng mà sự thật thì vụ nổ của nó gây ra khá là khủng khiếp đó. Được rồi, hạ xuống đây. Đúng rồi. Các bạn có thể thấy lưỡi cưa của mình có thể chém một cách khá linh hoạt. Như vậy chúng ta mới có thể tiêu diệt cái tên này. Đúng rồi, xuống đây.
đây, xuống đây. Ao 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 ao, bị nó nhử rồi. Hỏa lực của tên này quá khủng khiếp các bạn ạ. Nhưng mà mình không bỏ cuộc đâu. Rồi nhắm chuẩn nè. Nhắm. Không được rồi các bạn ơi, máu của mình sắp kiệt rồi. Nhưng mà chưa xong đâu. Các bạn vừa nghe tiếng sấm sét đúng không? Đó chính là sức mạnh tối thượng nhất của quỷ súng đó. Vụ nổ của hắn sẽ khủng khiếp hơn rất là nhiều. Chúng ta phải tiêu diệt hắn nhanh thôi các bạn. Nếu mà hắn cứ tiếp tục rải bom như thế này chắc là mình chết chắc các bạn ơi. Sắp toàn tới nơi rồi, chúng ta cần nắm bắt thời cơ không cho hắn bay lên nữa. Yes! Yatta! Finally! Cuối cùng thì mình cũng đã kết thúc quỷ súng rồi. Và đây chính là cái giá phải trả cho việc tiêu diệt quỷ súng. Nó đã phá hủy hoàn toàn cơ sở hạ tầng của thành phố Hiroshima. Vậy là sau gần 50 ngày ở thành phố Hiroshima, quỷ cưa kích đinh cũng đã tiêu diệt được quỷ súng. Và mình nghĩ là cuộc hành trình diệt quỷ của quỷ cưa kích đinh sẽ còn kéo dài khá là lâu nếu như modpack còn cập nhật liên tục. Nếu video này đủ 8.000 like thì mình sẽ cập nhật thêm nhiều thứ mới vào trong cái modpack này cho các bạn trải nghiệm. Và mình khá là yêu thích cái nhân vật quỷ cưa này. Nếu như các bạn nào có thể vẽ được fanart thì các bạn có thể vẽ fanart quỷ cưa kích đinh và gửi về kích đinh Wonderland cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì nhớ like và đăng ký kênh. Bye bye.